Student, today we are going to learn unit 30. Okay, now we read and study the new word first. Bearing, cycling, flu nó cứ một bị thật fly hoa hán. Looking, pull, riding, searching, stop, walked, dừng bị chênh dùm đấy thật ăn chóng. Tập ôn điên chỗ là mê điên bài dùm ấy. Okay, now we start our unit 29. What were they doing last week? Tập bố kê bàn cầm bông. Bố kê cầm bông thua ấy. Cảm ơn sắp ra mòn. Bàn cầm bông thua ấy cảm ơn sắp ra mòn. The photographer. Nhạc thọ rụt. Look at the picture. What was Liwan doing after school last week? Nó có nông mê riêng đi. Cô bạn thọt chi video vì tầm bò tì mở rồi 5 sắp bì xong thốt mở rồi 5 sắp bì chứng nó có nông mê riêng đi cứ cho ngồi bộ ôn chè thì dây ẩm bì bê vừa lìa phải đăng thả tá tùm rung kê sẵn nó là tài trị ca là này quật vơ nó nhưng bà dòng mạnh hai nâng ở bồn dồ là bì tùm rung ca dân hào thả phát continue tùm rung phát continue ở tài trị ca có phong bằng tỏ và chân là số mà chia sẻ phong đá chúng bố cả bằng riêng bỏ lúc group và thoát video cứ an bị tổng bộ lần rồi bắt đầu bị tổng tấu là hột trong tổng bộ đầy mê riêng tìm một phần phần buồn đầm bày nghị chú lại bộ ổn dứt xâm rạp sắc đài đừng xói cứ mê này thà nghị chú lại tạm đó hãy mê riêng bỏ lúc group đi vì ai cứ chỉ mê riêng chung rồi mà ở đây tạo bộ ổn bộ ổn ổn đại công phong sắc xá nước nước nạ thi bằng vậy bạn tạo dựng chậm đám to thiệt. Look at the picture. Where are they? What happening? Tạo phụ kia nói ná ta ở với ban công phong cả là dù chia tay được cá chân phôn mơ rụp hiệp này equal to that. What can you see in the picture? Okay, làn tức luôn mình hiểu. Chào lão bình nắng viên đại class. Thoát tục học Facebook lấy. Class play slam slow. Bắt call bắt áo. Class thoát video. Em bồn sẵn. Lúc lưu chạm thêm bồn sẵn. Of TypeScript 10.29.1. Okay, listen again the story, fill in the gap with the word you hear, write the answer in your notebook. Chúng cứ chọn ở phần sắp một đoạn tiết đảm bảo ứng bình nó không chần lọt này. Tại chần lọt này dương ứng bình chưa tùm rộng ấy. Biết đã trông bình mình take, walk, take. Five, take, clap, cheer. Chân bụng bênh tùm rộng ấy bốn trăm sẵn bớt. TypeScript 10.29.1. Last Thursday night at 7 o'clock, Liwan was taking pictures of birds. He was walking through the playground when he saw a xong tốt, xong bốn sắp đầu tiết đề xa đạch mình tập tỏ tiết.
TypeScript 10.29. TypeScript 10.29.1. Last Thursday night at 7 o'clock, Li Wan was taking pictures of birds. He was walking through the playground when he saw a fire. An old empty building near the playground was on fire. Li Wan pulled out his camera. He was taking pictures of the fire when the fire trucks pulled up. The firefighters jumped out. They hooked up their horses. While they were fighting the fire, Li Wan was taking more pictures. The firefighters were fighting the fire and Li Wan was taking pictures when the rain started. The rain had put the fire out. The firefighters were clapping and Li Wan was cheering. The fire was finally out. And bạn tỏ bị ổn đáp hay. Ta bọn ai bằng bình bản thế. Chẳng ôn chăm đập tape này, listen and check, repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tập chăm đập không bình. Ôn bắt đầu ta chung lại chung khăn, lại nâng tiếng mới ta trao được ổn. TypeScript 10.29.2. 1. Was taking. 2. Was walking. 3. Was taking. 4. Were fighting. 5. Was taking. 6. Were fighting. 7. Was taking. 8. Were clapping. 9. Was cheering. Bọn sẽ đọc ở chỗ bác, cùng ôi chờ lõm. Vì miền biển vỡ hay nửa vỡ ở môi vỡ ở mũi vỡ. Các bạn mơ cái này nhé. Read the rule. I was, wasn't. He, I was working. I wasn't working. He, she, it was working. He, she, it wasn't working. You, we, they were working. You be they weren't working. Nhi kì chứ tùm rung. Bạn sẽ nè gà bà bì was hay nè wasn't. Read the story again. Choose the correct word and write the sentences in your notebook. Chúng bọn an ở tập bọt nâng mà xa tiết. Nhưng ấy. Hãy ai chưa rước được lại nè bạn. Hello, look group boys down there, but on. But pray. Last Thursday night, car be yoked ngay pro hormon at 7 o'clock, no mong from boon, a mong from pee. Li Wan was taking ban kompong thot rup ba sa ba say. He. Anh hình như đã bị ấy. He was walking, quạt ban cầm bóng đá, through, cắt, lên lên playground. When he saw a fire, nó bê đề quạt khơi lớn, được chán. An old empty building, à kia, tờ tê, chá mùi, trong đá kia nó ngọn miền nữa hề. Đây là cái chai. Near the playground, nó chật cả lại lên những cái chai. Be on fire, nó cái chai. Was on fire. Li Wan pulled out his camera. Li Wan cứ tiền vô camera bỏ con. Tiền camera thon. He. Ta lại nâng ôn đạp đi ấy kế. He was taking picture. Chẳng kỳ sắp bộ ING à. Take nó nhưng lục y chào lắm. He was taking picture. Con bàn thọt rụt. When the fire truck nó về đây là lan blood a key pay fire truck pull out.
The firefighter đã bắt đầu kịp thấy bàn lột chèn bị lán. He hooked up their hose. Còn bàn tùm lẹ à, thì vô bàn tất bà con hẳn. Why they? Để nên những bồn bệnh bị ấy. They were fighting the fire. Cho nó bê khăn lạ để bộ kê con bông bị dựt lớn. Bông lột lớn nữa. Lee Wan, yeah, more picture. Chân, Lee Wan was taking more picture. Thọt rụp chỉ tràn tiệt. Chân, Lee Wan ở bên cất thở ấy, cất đã bị thọt rụp mà. Cái chạy mình style mình thoát. Còn trong đầm mưa, lực chạy nó mình style mình. Nó phố Facebook. Và chân thật nó bê thèm ai chỉ dừng lục. Y chào. The firefighter đã bắt đầu kịp thấy were fighting the fire. Cho nó phải giật lớn, do nó phải giật lớn nữa. And the one were taking picture, thọt rụp chỉ trả. When the rain start, nó phải được phliêng chập ra. The rain had phliêng chui, put the fire out. Put out nó cứ bật lật, put the fire out, bật lật phliêng. Chân về sống nàng đấy, về phliêng kia chạy nó cứ phliêng màu. Vì chạy đòn mà hà chạy đòn á. Đại là kia chạy phiền mòi. Đại là kia hỏi chạy tháng. Vẫn cố gắng bỏ rạ rồi bỏ rạ bụng đơn đấy. Thì ta phiền phiền cái là ọt ọt. The firefighter đã bật lật là kì phẩy nó cứ clap, clap nó mới là were clapping. Apostrophe là những cái trong gì đã xâm đạo từ lời cổng bộ lọt là kì phẩy á. Were clapping, còn bông tia đầy. Clap tia đầy. Tia đầy dãi, mình tia đầy dãi trẻ ở hỏi đi. Dạ phliêng mò. Điểm đây là kia trái phliêng mò đây. Còn cú trẻ bỏ đây. Chẳng còn tia đầy ọp ọ. Ọp ọ xa tô, kia trẻ ở kia ọ rồi gặp mình. Hôm đang thêm mà. Phần của cực thà tiền đầy ở bó xa tốt để sao liền mở đi. Vì mà hai chạy đòn anh tè đấy nè. And Lee Wan hơi Lee Wan nó cứ sử bài đi đấy nè. Share. Vì nè vô sharing. Bài á thọt hủ bàn trả nó kia chạy. The fire was finally out. Lớn chỉ trong cõi mới là lật tù hình. Chứ mồ mà lật bài chỉ chạy họ bán anh xuống tạm mới. Đăng đại bỏ bài ta mà ta bọt với bộ sạp đấy. Cái này nè ôn chưa rớt mất Lee Wan nó có vớt rưu gà vờ. Nhưng á he vớt rưu gà vờ. Đầy vớt rưu gà đầy vờ. The firefighter vớt rưu gà vờ clapping. Chẳng bỏ tam ca sắc xa từ lòng mất dựng đăng ấy. Vớt nó cứ dùng ra bài cho bùi bỏ tùy bày ai bị chân ạ. Nhưng á vớt nó chân Lee Wan was anh cứ he was dân mò they were dân mò phụ 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 vậy chân ạ. The firefighter were tạm bất cái này cứ cái sẽ khỏi mà chăm đã apostrophe đi thèm ta ế nó bị trâu bán phần đây cái lô bị cất thang xong đó tới lực cồng phần ổ hiện đó hiểu khó tích lại nó thèm apostrophe chứ và thèm ế thôi chứ. Tập ổn ổn sẽ đọc mơ tay chùm lại mùi ná vô rưu gà vô. Tập sẽ đọc mơ tay. Tape script 10.29.3 A. Lee Wan was taking pictures of birds. B. He was taking pictures. C. They were fighting the fire. The firefighters were clapping. End of. Chẳng bật to bị sắp ổn ai chơi rớt bán. Lee Wan was. He was. They were. The firefighter were. Okay. Read the story again. Choose the correct form and write the sentence in your notebook. Chẳng an rương bật đo tiết chơi rớt chồng lại trầm tráo hay xe bị dốt nó không notebook rồi bật. Ổn ơn. Tạp ổn sắp lại ní. Ê đo đi ní.
Hai cùng plek chơi rước chậm lại trầm trao phỏng. TypeScript 10.29.4. A. He was walking through the playground. B. Li Wan was taking more pictures. C. The firefighters were fighting the fire. D. Li Wan was cheering. Chúng mình to bị bồn sắp bồn ai chơi rừng chậm lại nặng bàn. Ai cũng lấy sơ xê đã không sẽ phô phòng. Look at the picture and the word in the box. What are they doing? On Saturday at 2 o'clock, make the picture with the word in the box. Complete the sentences with words or word and a word from the box. Write them in the notebook. Chúng con mơ cái này miền swinging, swing yol, cầm bông yol, swimming, cầm bông hai tấc, tiding, cầm bông vía, sẽ xoắn. Watering, cầm bông sỏi tấc, having, cầm bông mía, tickling, cumbling, skipping. Chúng bây giờ bị lịch môi đã lịch bằng mấy nắm bồn chăm sắp hai bình nhật mơ. TypeScript 10.29.5. 1. Sally, Adrian, and Ryan were skipping. 2. Melissa was watering the flowers. 3. Caroline was combing her sister's hair. 4. Brian was tying up his shoelaces. 5. Angela was tickling Brad's feet. 6. Albert was swimming in the sea. 7. Karen and Oscar were having a picnic. 8. Michael was swinging on an old tire. Ở trong bản tòa bị bọn bạn đọc hay bọn ai cũng bình trên lọc nắng sẽ xê đặt nông sẽ phô bọn bọn đề miền biển was were và hãy dự kỳ sắp tình ọc này dùng ở đạn này chẳng được group bỏ bài bồn sắp tình ọc này chẳng bồn mơ swing swing nó cứ dồ swing kính cầm phùng dồ swimming hạt tật thay yên lại nếu mình về với cứ chọn group mình bỏ khóc thay nó chọn sai sai bị trường chọn sai nó nha watering cầm phùng sợi tật having cầm phùng miến tickling cầm phùng thua ở sau rồi cả ép chặt cái lịch ấy nó tickle combing cầm phùng sật sọ skipping cầm phùng lột một tẹt này nó skip chẳng được group bỏ prai ở bồn sạp tên đó what Sally, Adrian and Ryan. Sally, Adrian and Ryan were skipping. Cầm phong lột ăn tẹp. Và skipping. 2. Melissa was watering the flower. Melissa cầm phong sroi tất cả. 3. Caroline. Caroline was combing. Caroline cầm phong sạch sọ ơi bọn sroi rồi bọn liền. Rồi gặp ôn sợi bằng nền nặng. 4. Brand was tying up. Mình là cầm bông tròn. Size bài chương bằng quần. 5. Angela was tickling Brad Pitt. Angela nó cầm bông thua ở sạp chương. Bài chương ảnh hiếng à. Sạp. Và ảnh chương thua ở sạp. Chỉ đúng là thua ở sạp chương. For subtitle 7. Karen and Oscar. Karen and Oscar were having picnic. Mình là hộ bà hà nó càng cao á. Nhưng picnic tôi đã lấy. Mình là dừng dò hà cho tôi hộ. Anh đang dừng hào ta heo picnic. Dừng tôi đã lấy. Mình đã dừng dò hà tôi hộ. Nâng picnic. 8.
Mitchell was swimming. Oh, sorry. Mitchell was swinging on an old tie. Cái đó Mitchell cầm bông dồn à bỏ con chả muộn thì đi à xài dương cho đi dì rút đi xài bùa nhưng à vì gọi đi chứ ôn mơ rút biết đằng à chẳng à ôn mơ khẳng kram đi the motorbike racer nè bà năng một tô look at the picture what he's doing is he having fun chẳng ôn mơ rút biết nâng khuôn ai sẵn hà để ở đấy. Read the story. Who is the happiest? Ta là ná đa sơ bài chất bẩm phật. Lớ chăm sạp lục rù bọc bài sạp. Mr. Perret was always driving his motorcycle too fast. Lô Perret tay tay bạc mô tô rồi bọc quạt motorcycle. Đi xa mà nâng motorbike. Bọc quạt lướn à? Too fast. Lướn bệnh mô á. Last week, Kapi Sapramon after school when Topi Chen Pisalarian, Mr. Perret was driving his motorcycle home. Lo Perret Kampong Kampong Bag Moto Bakwat up there. Why everyone else? No pay net saying it. Kampong Bag Bajit Jit. He was speeding quat Kampong Mankala Bun at Tamplong. He are not Tamplong. He wasn't paying attention. Quát mân bọt ở rong tê. Hói cầm bông bạc bò lươn nà. Lô bê đè quát khơi bù lì. Ất có bó là tầm khát bạc lươn. Why the policeman? Lô bê the police directs traffic. Mà cầm bông đặc nòm thua giá chó. He saw Mr. Perret speeding down. Lô Perret nâng bật thoi lạc bươn. Chọc. Ta tạp lâu nà. He was waving his arm. Quát cầm bông bọt đầy bọt quát nở bê đài police bàn chụp quát chẳng là bọt đầy. Police officer một trái police bàn phạm bên đây quát nâng cư mùi mơn riêng. Mr. Perret wasn't feeling happy. Lô Perret nâng mần sợ bài chất tê nở bê đài quát nọc tè. Chẳng 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 ngó là bạch bàn quát ở bài chất chẳng. Bởi phạ quạt biện phai phai những cư phạ bên đây. Và sân chỉ có niềm vĩnh miên đây ra sọc sở bài phai nữa. Sọc sở bài, có bản tác đi khi phạ bên đây. Phai nó chỉ kê ra. Chẳng bởi sân phổn sẽ đọc toán bộn ảnh mới xa lòng với nhé. Read the story again. Choose the correct word in the box. Write the sentences and word in your notebook. So say prayog hay những biện nó có nông notebook vào nè. Motorcycle, policeman, street traffic, speeding, work, waving. Well, well, nó bỏ đài á. Chẳng ôn mơ biện năng ạ, do mò đạp được là nè. In a moment, ví cứ chi cho là na này đầy bỏ nè. Hè nó đầy, ám nó bỏ đầy, nó lực chọn, what is it? Chẳng nghĩ kì, waving. In the moment our car is on the road, we cứ chỉ cho nào mới này lan nó lơ plow. What is it? Speeding. Say it's a vehicle with two wheels. We chỉ dân dùng đi mới để mình con pi. What is it? Motorcycle. It is a moment of fast space. We cứ chỉ cho nào mới này lươn. Cho là na nâng cái hào thải kì. Pace nâng mình đầm là tô một và pace nâng chẳng đầm là tô một lươn cái hỏi kì traffic. It's a person who enforce the law. Vía cứ chìa mà nâng mà nẹ nẹ đá rùm lô cho bảo nâng cho người ta mình rùm lô với bùng rừng enforce nâng cứ bùng rừng enforce và sống tốt và bùng rừng cho bảo chẳng đầm là policeman. It is a public road. Vì chỉ plow xa thiên nạ mỗi nước nông tì cọng thảo nạ. Vì kê nạ. Cứ strict. Chẳng phố ôn xe chỗ nông xe phố vô này nạ. Ok, read the story and make the photograph to picture. Chẳng phố ôn à nạ tạ bọt ní hai phụ con rụp hiệp nạ.
Last week, Kapi Sapadamon Muntopirin. It was raining, we kompong ding, high, thundering, high, colon, peng mangai mo. What they was playing inside the house, what they kompong lay no knock there. She wanted to be outside, niêng chong tono khang krao. She wasn't playing outside, niêng kompong lay, niêng man kompong lay no khang krao te. Because it was raining, we prove we kompong plea. She was feeling tired, niêng kompong mea rom hot na. Đại chọp ăn tẹt, mình là đại chọp nó không tẹt nữa. Trap nó mới vậy sao mà nhỉ? Chọp ăn tẹt. Chọp á, trap đi sai chọp nó không tẹt. Nóng đi, mình đây đại chọp ăn tẹt thì chẳng là chọp nó không tẹt nữa. Two, what they were trying to keep busy inside the house. What they cầm bông phi dương, nào tài rồi vô nó không tẹt. She was reading her book, Niêng Kompong An Sipo Ba Niêng, until the electricity. Rho Da Kisni Nâng Kư Vya Rật. Then she decided, Bần Tô Mok, Niêng Sum Ra Chất. Niêng Sum Ra Chất Hạt Đề. Rho Ba Niêng Nâng. She was practice, Niêng Kompong Hạt Đề. Rồi đó lunch time, rồi đó về là ngày tròn. After lunch, she said, niêng ông quý nó có bài bằng uổi hai mơ tực phim lên. 3. Why what they was watching the rain? Nó bê đó what they cũng bông mơ tực phim. The phone rang, tu được sắp rồ, rang một bị ring. A mother was calling to say, mà đây là bằng niêng cũng bông tu được sắp. She was bringing niêng nâng yok chong là niêng nâng yok a game thamay mùi mà oi. What they and her mother, what they and nâng bà đai bà niêng bàn hộp cà rèm, ice cream hai nâng lên game. Why nâu khả nạ đại bố kê cầm phung lên, the rain stop liêng nâng gọi chụp tàu. But what they, có bánh té what they mình bàn mở thề. She having such a good time. Niêng cầm bông miên phê sợ bài rì bạp nó ngại. Chỉ mùi nóng mặt đáy rồi bọt niêng. Và chân read the story again and answer the question. Chân bồn ai an ở tập bọt. Thực bày nó. Hãy cú cô mó. Hãy nâng chai xong đua khẳng cổ mì khuôn ai. Where was what they playing last week? She was playing inside the house. Why wasn't she playing outside? What was what they doing before electricity went out? What was she doing until lunch time? At the end of the story, the rain stopped. What was what they doing? Chẳng còn ai trả lời xong rồi bạn. Lại nữa, dù cái tàn ở tập bọn. Look at the example in the box. Positive, it was raining all day. Negative, was not. It was not raining all day. Question, was it raining all day? Chứng bà dục bà sát dân thèm nọt. Bà sát nà bà dục xong lúa cứ dân tiền bà mọc. Use the information in the box to complete the sentences. Write the sentences in your notebook. Positive, she was feeling tired. Negative, she was not feeling tired. Question, was she feeling tired? Positive, she was reading her book. Negative, she was not reading her book. Question, was she reading her book? Okay, positive, she was watching the rain. Negative, she was not watching the rain. Question, was she watching the rain? D, positive, she was coming home. Negative, she was not coming home. Question, was she coming home? Chẳng lục lục chăm ở phòng sẽ đọc mớ tạo đội lục lục hàn này ạ. Listen, check and repeat. Chẳng nó phải phụ ổn sạp hai phụ ổn này dây thả tạm phụ ổn. Tiếp script 10
0.29, 0.7. A. Positive. She was feeling tired. Negative. She was not feeling tired. Question. Was she feeling tired? B. Positive. She was reading her book. Negative. She was not reading her book. Question. Was she reading her book? C. Positive. She was watching the rain. Negative. She was not watching the rain. Question. Was she watching the rain? D. Positive. She was coming home. Negative. She was not coming home. Question. Was she coming home? But chúng ta bốn sắp mơ ta trầm trào đại rưỡi tế. Nước nông mê rình ní kì chăng ôi bốn chế bằng cát bởi dục sróp bởi dục bạc sát bởi dục xung nô thách nước nông cáo hạc con dù ní. Thế xô mà chí sài phong đáy chung phúc ca bằng riêng thọt chí vi tế ô rô bọc kì giống. Tụ bây chìa mình bàn lọ mùi rồi phê rồi ấy xô mà chìa sáy vua. Nhưng bàn thọt ní cứ đồng bây chìa chùm nuôi xe mặt đầy đọc ôn ôn đại công phụng riêng nạ tí rộng bây. Tụ nông xô mày COVID ní đại mình ai ỏi vụ cốt mùi riêng bàn. Hãy xung cầm tha video ní nâng miên bà giói. Rộng bây về lía đại ôn công phụng riêng nạ tìm bấy sọp tàm cầm vị thí English Grade A. Đồng bây giờ tôi bảo vệ tâm ẩm rau cá rồi bỏ phôn phôn những ọc niềm. Rồi, vì chỉ cả phần lịch video để thọt tâm an tâm tùm phố nâng phần dụng lùm ách mùi mùi nâng nông tùm phố nâng mùi mùi ôi phôn bàn dụng. Nâng xung ọc con xa chết thông báy, chung phục ôn vô đại bàn chùa một sắc xa nâng nông thay ní. Nâng nông mì riêng tì một phây phòng bốn, dương nâng chụp nghe tiết nông mì riêng tì xa một sắc unit search. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bye bye!